Chào quý ông bà cô bác. Hôm nay mình đến dự lễ tang của ông Phạm Văn Quận. Ông đã trừ trần vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 26 tháng 4 2024 nhằm ngày 18 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Ông hưởng thọ được 65 tuổi. Tuổi của ông là tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Quê quán ở ấp Phú Quới, xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Ông này ông không vợ không con. Lễ nhập quan ông tẩn vào lúc 0 giờ đêm ngày 18 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Lễ an táng vào lúc 15 giờ ngày 19 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Đây sửa soạn để làm lễ nhập quan cho ông. Tẩn ông vào lúc 0 giờ đêm nên tối quá ha quý vị. Ông này không vợ không con. Trước khi làm lễ nhập quan, gia đình có cúng cửu quyền thất tổ, nội ngoại đôi bên một mâm, có cúng một mâm đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh. Cúng xong đặng làm lễ nhập quan cho ông. Đây là mâm đất đai là quý vị. Đó, cái bàn này bà mà cúng đất đai nhân trạch thần hoàng bổn cảnh, chiến sĩ Trần Dông. Cúng đất đai xong rồi đang làm lễ nhập quan. Đây gia đình cúng mâm đất đai. Đây gia đình sửa soạn để vàng bạc vô túi ông đồ cho xong, đặng dịch vụ mai táng tại hòm Út Tròn, đặng nhân viên sửa soạn để kịp giờ tẩn niệm cho ông. Đây anh em sửa soạn tẩn tẩn đẹp cho ông. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
đây là trang trí để làm lễ nhập quan cho ông. Đã đến giờ làm lễ nhập quan. Đã đến giờ làm lễ nhập quan cho ông. Không có lòng gì đây ta. Đó nè. Có bà tụ đây sao? Không có lòng dây. Cái áo đi giữa. Quần để dưới. Để xong hết rồi đổ trà lên trên. Lên. Rồi bây giờ nâng lên đụng lên đúng chỗ mũ là mũ chạy nè. Rồi để đó mũ chạy là nâng dây luôn. Mũ chạy nâng dây. Rồi nhóng dây lên rút rút con mũ ra. Đây anh em dịch vụ máy tán tại Hồng Tròn đang làm lễ rút mũ ra. Tặng lượng cho ông. Nắp cái đĩa. Rồi mất tiêu rồi. Nè nè. Nhóng mũ đi. Nè. Ông không vợ không con nên thống nhất gia đình không rước nhạc, có rước một ông thầy, rước ông thầy Thiện Hưng để tụng cúng cầu siêu cho ông, sau đó an táng đất nhà gần nên anh em thanh niên con cháu trong gia đình để khiêng ông chứ không có mướn đội cậu tì. Có rước ông thầy Thiện Hưng đến để cúng cầu siêu cho ông. Bay vô cùng nhỏ xen vào lỡ giống nhà.
thắp gia xứ cầu muôn hoàn tôi hương. Thiết là họ một tiếng nhân sự vị kim tang tụ em gái phàm thị biệt cháu cậu lâm hoàng giảng trình thân phong hiệp tang tụ đại tiểu đằng thiết là thọ phục và chi cháu phục thủ lâm cô tánh dân phạm minh dung nhất vị chi hồn năm thanh tranh tí hưởng họ trần thế lục phật ngũ thế tiểu ưu giác thành niên tam hòa thập mà bác ngược mang hoài khi tay tiểu văn hồn lại đáo linh vàng họ tài hướng phật tình pháp văn chân có mốt mê đồ vàng thân tình đồ nam mô hương dân cái bồ tát nam mô hương dân cái bồ tát là thường nguyên sáng hay sáng cả nhà sáng hay sáng sáng hay sáng cái cũng vậy rồi hồi tắm mình lên thiếu chủ thành tâm khởi thân lễ hương linh nhị bái huỳnh nam gia người chuyên phong chỉ đây tình thương gia đình còn mong
Bà con à. Vậy.